Thưa quý vị, vốn là một họa sĩ, một nghệ nhân sơn mài, nhà điêu khắc họa sĩ Vũ Dũng đã thông qua hình tượng gia đình mèo mà ông đã dày công thiết kế, mang đến một thông điệp về sự no đủ, ấm no và hạnh phúc trong tương lai. Vâng, và để có thể tạo ra được một bức tranh sơn mài, một tác phẩm những chú mèo như vậy thì người chế tác phải trải qua rất nhiều những công đoạn khác nhau và phải là những nghệ nhân có tay nghề rất cao cũng như là điêu luyện mới có thể chế tác ra được những hình tượng mèo mang nhiều sắc thái và biểu cảm. Và trong ngày đầu xuân năm mới như thế này, hãy cùng với chúng tôi đến thăm người nghệ nhân đặc biệt này để chúng ta cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập những bức tượng mèo của ông. Với niềm đam mê bất tận dành cho nghệ thuật điêu khắc, dù đã ở cái tuổi 80, tóc đã bạc, mắt đã mờ, nhưng nhà điêu khắc họa sĩ Vũ Dũng vẫn miệt mài dày công thiết kế nên bộ sưu tập Gia đình mèo, kết hợp với nghệ thuật sơn mài truyền thống của Việt Nam để chào đón năm Quý Mão 2023. Theo ông, đây là những tác phẩm nghệ thuật mang ngôn ngữ điêu khắc hiện đại, lấy nét đẹp của tạo hình, cách điệu. Nếu mà ta cứ bám sát vào con mèo đời thường ấy, thì con mèo ấy bao giờ nó cũng mũm mĩm, nó cũng nhẵn nhụi, nó cũng mềm mại. Thế nhưng mà bây giờ để mà muốn tạo hình tượng một con mèo bố, để cho nó có một cái biểu đạt được sức mạnh, một cái gì đấy như là tầm nhìn, như là sự che chở, như là một cái cột trụ của gia đình. Thế rồi mèo mẹ thì lại là dùng cái ngôn ngữ về điêu khắc ấy, nó mềm mại hơn, nó thân thương hơn, nó dịu dàng hơn. Và mèo con thì đương nhiên là nó hồn nhiên và nó tươi tắn. Để tạo nên một bức tượng mèo bằng chất liệu sơn mài như thế này, người nghệ sĩ chế tác phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau, đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo riêng. Từ lên ý tưởng, phác thảo, rồi tạo mô hình tượng bằng đất sét, sau đó tạo khuôn bằng mô hình, và bước tiếp theo là hoàn thiện tinh xảo các đường nét của con vật. Từ mô hình mẫu sẽ tạo được khuôn âm bản để đúc ra các tác phẩm. Công đoạn cuối cùng là làm sơn mài theo phương thức cổ truyền. Đối với các tác phẩm điêu khắc thì bao giờ cũng bắt đầu từ đất sét. Các nhà điêu khắc khi mà tạo hình một con giáp nào đó thì người ta mà bóp hình và người ta mà gọi là đơn giản hóa đến mức nhiều khi nó mà rất là xa với sự tưởng tượng. Làm thế nào để nó vẫn diễn tả một cách đầy đủ để người ta nhận ra con giáp ấy, nhưng đồng thời nó lại là một tác phẩm nghệ thuật mà trong đó nó chứa đựng cái vấn đề cốt lõi của nó chính là tinh thần. Được làm 100% thủ công nên mỗi sản phẩm là một phiên bản khác nhau với những đường nét, hoa văn, màu sắc, kích thước và thần thái không giống nhau. Mỗi sản phẩm được làm ra không chỉ mang trong đó dấu ấn, sự sáng tạo của đôi bàn tay tài hoa của những người nghệ sĩ mà còn chứa đựng tâm huyết, tình yêu của họ đối với cái đẹp, với nghệ thuật. Mang đến niềm tin, hy vọng về một năm mới may mắn, ấm no và đủ đầy, bộ sưu tập Gia đình mèo của nhà điêu khắc họa sĩ Vũ Dũng sẽ là món ăn tinh thần cho mọi người thưởng lãm trong dịp Tết Nguyên đán này. Trong số những cặp đôi của showbiz Việt thì chắc chắn không thể không nhắc tới một cặp đôi mà cũng nhận được nhiều sự quan tâm của giới hâm mộ, đó chính là Khánh Thi và Phan Hiển. Và đây là một cặp đôi cực kỳ đặc biệt khi họ đã trải qua một quãng thời gian có thể nói là rất dài ở bên nhau và cũng đã có hai em bé trước khi tiến tới một đám cưới hạnh phúc. Và trong những ngày đầu xuân như thế này, xin mời quý vị khán giả hãy dành một ít phút để chúng ta gặp gỡ cũng như trò chuyện với cặp đôi đặc biệt này của showbiz Việt để xem là họ đang hạnh phúc như thế nào sau khi đã có một happy ending. Đối với mình bây giờ nếu mà có một cái đám cưới nó viên mãn như này rồi thì mình những câu chuyện trước là mình cũng nhanh quên lắm, tại vì đang thấy vui và sung sướng. Rồi thời điểm đấy thì gần như là cũng hai người cũng giấu cái mối hệ với nhau. Ủa, mình tự hào lắm nếu mà nói về đây là một tháng tròn đầy tháng cô ghi này tròn đầy tháng rồi.
Lúc đấy Bi còn nhỏ ha. Đầu ba những màu gà, lúc đấy ba cô Bi còn trẻ trâu, còn nhuộm tóc. Da còn đỏ ửng nè, da Bi còn đỏ ửng nè. Mà em có thấy giống Na không? Nên em cứ tưởng cái hình này là hình của Na. Nhanh nha, mới đây mà đã 7 năm rồi đấy. Thật sự là hai vợ chồng thì cũng gọi là trong mối quan hệ thì khoảng 13 năm, nhưng mà đã biết nhau cái đấy cũng 15 năm rồi nhỉ? Không dám nhớ. 15 năm nhỉ? Lúc đấy trông mình xì tin quá, không dám nhớ. Nói chung là cái con số mà hai vợ chồng biết nhau thì cũng trên con số 13 năm. Thì hai vợ chồng trải qua rất là nhiều thăng trầm rồi. Và đến thời điểm bây giờ là một cái thời điểm mà hiện cảm thấy gọi là thật sự là mình rất là chín mùi và sẵn sàng tiến vào cuộc sống hôn nhân. Mình thì mình không muốn dùng cái từ chạnh lòng, tại vì mỗi một người sẽ có một câu chuyện và một cái cuộc sống cũng như là nhu cầu riêng. Tuy nhiên thì bao giờ người ta cũng nghĩ là khi mà yêu nhau này rồi có con thì đương nhiên cái chuyện xây dựng gia đình nó là chuyện đương nhiên, và một cái đám cưới nó cũng là một chuyện đương nhiên. Cho nên là trong câu chuyện của Thi và Hiển thì do nó cũng hơi đặc biệt một chút, thì mọi người nếu như đặt ở cái vai trò của Thi ấy, thì thực ra Hiển còn rất là trẻ. Giống như là anh ấy vừa nói, đến bây giờ anh ấy mới cảm thấy trưởng thành, thì cái việc mà mình chờ đợi hay là mình có nghĩ chạnh lòng hay không thì nó không xuất hiện ở trong câu chuyện của Thi nhiều. Tại vì lẽ dĩ nhiên là bây giờ mới vào độ tuổi để anh ấy có thể lấy vợ. Nên là mình thấy vui. Và qua rất là nhiều cái gọi là qua nhiều năm á, thì đối với mình bây giờ nếu mà có một cái đám cưới nó viên mãn như này rồi thì mình những câu chuyện trước là mình cũng nhanh quên lắm, tại vì đang thấy vui và sung sướng. Có chứ, thật ra thì Hiển đã lên plan cái đám cưới sớm hơn, cách đây đáng lẽ là trước là khoảng 4 năm rồi. Nhưng mà lúc đấy thì sau khi mình lên hoạch tất cả mọi thứ, váy cưới cũng do này đi thử luôn rồi, nhưng mà mình thì chưa sẵn sàng. Cho nên là mình lại dời cái đám cưới đó đến tận hiện bây giờ mình mới tổ chức. Mình thấy mình được tất cả rồi đó. Mình vừa được lấy chồng, năm nay em lấy chồng đó. Rồi con cái thì cũng tạo gọi là đủ nếp đủ tẻ và mình cảm thấy rất là hài lòng. Thứ hai nữa là công việc của mình thì càng từ trước cho đến nay thì mình luôn luôn làm về cái lĩnh vực thể thao là chính. Thế cho nên là năm nay cũng là một cái năm rất là viên mãn về thành tích của thể thao. Là đặc biệt là mình cũng như là đội tuyển của quốc gia, và đặc biệt là ông xã mình mang lại một cái dấu ấn gọi là lập hat-trick, thì lập được cả 3 cái huy chương vàng cho dance sport cũng như trong cái kỳ SEA Games vừa rồi. Thì đó là một cái điều mà mình nghĩ có lẽ đó là điều mãn nguyện nhất đối với riêng một người làm vợ như mình. Còn nếu mà nói về cái buổi cầu hôn của Hiển thì mình mà được biết trước ấy mà chắc là mình sẽ mặc đồ đẹp hơn. Mình tự hào lắm, nhưng mà nói về Hiển, đối với Hiển thì Hiển nghĩ Thi rất tự hào, thậm chí là tự hào hơn cả ba mẹ của mình. Nói như thế này cho mọi người dễ hình dung là khi mà Hiển đi thi đấu, hoặc là những cái ngày đầu tiên khi mà Hiển dấn thân vào con đường vận động viên chuyên nghiệp thì ba mẹ là người ủng hộ. Gần như là ba mẹ không có đi xem Hiển thi đấu đâu, đi đâu thì cũng một mình, thì chỉ có duy nhất là nàng này luôn đồng hành cùng với Hiển từ những ngày đầu thôi. Thi là một người, để mình xét trên cái cương vị là huấn luyện viên đi ha, khúc này mình bỏ qua vợ chồng đi, thì là một người huấn luyện viên rất là có tâm. Khi mà không ngại đường xa, Hiển đi thi đấu ở bất kỳ một cái nước nào, dù xa tới đâu thì Thi cũng đi theo. Và gần như là mọi cái chi phí thì gần như là Thi đều tự tiền túi của Thi bỏ ra thôi, chứ cũng không có nhờ vả ai. Ba mẹ thì cũng hỗ trợ cho một phần nhỏ nào thôi, bởi vì ba mẹ không thích mà, không ủng hộ. Nên là đứng về cương vị của Thi, thật sự cái thời điểm nó rất là khó khăn, cho đến tận bây giờ thì mọi người hiểu rồi, ở khía cạnh người đàn ông á, mình gồng gánh một cái gì đó nó đơn giản hơn người phụ nữ rất là nhiều. Phụ nữ thì như Thi, đầu tiên là áp lực từ gia đình này, rồi thời điểm đấy thì
gần như là cũng hai người cũng giấu cái mối hệ với nhau, không được công khai, thì tâm lý nữa và vấn đề kinh tế nữa, nó rất là nhiều cái sự khó khăn. Nhưng mà khi mà đạt được một cái kết quả nào đó thì nghĩ đó là một cái thành công rất là lớn đến từ Thi, chứ không phải đến từ Hiển. Hiển là một cái người cố gắng để mình hoàn thành cái vai trò của mình thôi. Nhưng mà cái người vất vả nhất trong cái sự nghiệp của Hiển đó chính là Nàng Này. Cho nên là Hiển nghĩ Thi là một người Hiển tự hào khi có được người huấn luyện viên và người vợ như Thi. Dạ. Hai bé nhà mình thì vui lắm. Mình thì cũng hay, vợ chồng mình hay đọc trên mạng là hầu như là các cặp vợ chồng người ta lấy nhau rồi người ta mới có con, cho nên về sau mới có câu hỏi là ồ cái ngày này sao thấy không thấy con xuất hiện hả ba mẹ, tức là các bé về sau hay hỏi câu đó. Thì riêng với vợ chồng mình thì hai bé không cần phải hỏi câu đó, bởi vì hai bé được xuất hiện trong đám cưới của ba mẹ và được chụp hình với ba mẹ. Và đúng vào cái giờ phút thiêng liêng nhất thì tại vì Anna thì ốm cho nên là con ngồi ngay ở bàn con ngắm ba mẹ thôi, nhưng mà Kobe thì được đi lên để dẫn mẹ cầm tay ba cầm tay mẹ, cho nên là mình thì thấy rất là mãn nguyện và hai bé nhà mình chơi hết nắc trong ngày hôm đó luôn. Thì mình thấy có lẽ đó là một cái khoảnh khắc mà sẽ không bao giờ có thể quên được trong cái dấu ấn hành trình hạnh phúc của vợ chồng mình. Hẹn tìm được Thi là một người phụ nữ rất là chín chắn, rất là thông minh, thì Hiển nghĩ là thời điểm đấy mình cũng có những cái suy nghĩ nó không có được chuyển trạng. Thì Hiển mong là nếu như thật sự ở cái độ tuổi đó mình tìm được một người phụ nữ thích hợp, một người đối phương, một nửa kia thích hợp, thì hãy giữ vững, đừng để mất. Bởi vì bây giờ ta hay có câu là cái gì nhỉ, mất được tiền nhỉ, trước đấy quên rồi, quên cái vế trước rồi. Có không giữ mất đừng tìm. Đấy, đó là cái câu mà Hiển luôn khắc ghi. Bởi vì Hiển không muốn là cái, thường là mình sẽ không trân trọng người kế bên mình đâu, mình đi trân trọng những người ở ngoài thôi. Thì đến khi mất đi rồi thì mình mới hiểu được cái giá trị của người kế bên. Mình giật mình á. Đấy, một viên kim cương của anh. Mình giật mình á. Mình không nghĩ cho chồng mình hôm nay nói được hay như vậy. Đâu, nó hay là bẩn bắp mà. Với Thi thì Thi nghĩ là Thi chỉ có thể khuyên được những cái cặp mà giống như Thi thôi, chứ còn mình không thể nói là lấy câu chuyện của mình ra làm một cái thước đo cho tất cả tình yêu của mọi người được. Ở cái câu chuyện của Thi thì là một cái câu chuyện mà nữ hơn tuổi nam á, thì đa số là mọi người đều rất là hoang mang. Và tất cả các chị em phụ nữ khi mà được yêu một người trẻ tuổi thì Thi đảm bảo đều rất là hạnh phúc trong cái thời gian mà họ yêu nhau. Tất cả các chị em sẽ đều được trẻ ra, tại vì dám yêu người đó làm mình cảm thấy rất là mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng mà đa số thì những cái câu chuyện là nó không đi được đến một cái kết đẹp cuối cùng. Thì Thi cũng giống như Hiển thôi, cũng chỉ mong là mọi người nếu như mà biết trân trọng á, đã đến được với nhau thì nó là một cái duyên rồi. Cho nên nếu mà vượt qua được cái rào cản quan trọng nhất, đó chính là rào cản xã hội và những cái lời thị phi á. Thực ra bạn bè thì ở bên mình á, thì bạn bè bao giờ cũng mong mình hạnh phúc, nhưng mà bởi vì người ta không nhìn được thấy một cái kết viên mãn, hay không nhìn được thấy những câu chuyện đã cho người ta thấy một cái kết quả, cho nên người ta đều chờ đợi mình. Người ta sẽ hay nói những câu là rồi để xem sao, nhưng mà không có nghĩa là người ta không chúc phúc. Cho nên chính vì thế mà tôi nghĩ là nếu như mà quan trọng là ở mình dám yêu, dám làm, dám nhận thì sẽ có kết quả thôi.